cách xác định vùng đỉnh của thị trường hoặc một cổ phiếu. Trên thực tế, có rất nhiều anh chị có góc nhìn sai cả về lý thuyết cũng như là những các yếu tố, các cách xác định của vùng đỉnh. Vậy thì trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ, nghiên cứu về các cái lý thuyết cũng như các cách yếu tố để xác định vùng đỉnh. Và quan trọng hơn hết là chúng ta làm gì dự đoán đây là một vùng đỉnh. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh chứng khoán của Tuấn Hưng, cũng nhận định hàng ngày vào 3 giờ chiều về cái thị trường, cũng như các cái video về chia sẻ các lý thuyết cũng như cổ phiếu vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Thứ nhất, chúng ta nói về vùng đỉnh của thị trường hoặc của cổ phiếu. Thì hôm nay video này mình sẽ đưa cho các anh chị 4 lý vấn đề. Thứ nhất là các lý thuyết ở vùng đỉnh. Và thứ hai là các cái yếu tố để xác định được đâu là vùng đỉnh. Và quan trọng hơn đó là chúng ta hành động gì khi dự đoán đây là vùng đỉnh. Và cuối cùng là nếu đã xác định đây là vùng đỉnh, thị trường và cổ phiếu cần điều chỉnh thì đi tìm điểm cân bằng như thế nào. Ở phần đầu tiên, các lý thuyết ở vùng đỉnh. Thì thứ nhất là vùng đỉnh là nơi mà tín hiệu xảy ra khi giai đoạn quá độ của xu hướng tăng, có nghĩa kết thúc của xu hướng tăng, thì dòng tiền thông minh sẽ trao tay cổ phiếu từ cho đến các nhà đầu tư hưng phấn, và cái dòng tiền thông minh sẽ rút ra. Thứ hai, một cái lý thuyết mà anh chị em thường xuyên có những tư duy rất là sai lệch, đặc biệt là những người mới tham gia, đó là đỉnh là một điểm duy nhất hoặc là một cây lế duy nhất, có nghĩa đỉnh phải là một cái giá trị nào đó. Ví dụ như cổ phiếu HPG đỉnh phải là 27 là 27 chứ không phải là 26.8 hay là 27.2, nghĩa là rất là một tư duy rất là sai lầm. Và mình khẳng định ở đây lại cho anh chị em, thứ nhất, đỉnh là một vùng chứ không phải là một điểm duy nhất. Đỉnh có thể dao động từ 5 cho đến 7%, có nghĩa là nó có thể kéo dài từ 26 cho đến 27, ví dụ HPG chẳng hạn. Đấy là một cái tư duy duy nhất để cho anh chị em luôn luôn phải linh hoạt. Thứ hai, người ta nói câu rằng người ta chỉ biết chắc chắn đỉnh khi đã đi qua nó. Câu này hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là khi nào nghe anh chị em nghe những ai nói là tôi chắc chắn 100% đúng khi dự đoán đỉnh, đấy là điều nói hoàn toàn sai. Người ta chỉ biết chắc chắn đỉnh khi đã nhìn thấy cái vấn đề tạo đỉnh, có nghĩa là như vậy. Và chắc chắn rằng đỉnh người ta chỉ dự đoán, và cho dù xác suất lên đến 80-90% thì đâu đó vẫn còn những 20%, có nghĩa là 5 lần chúng ta dự đoán chắc chắn sẽ có 1 đến 2 lần chúng ta dự đoán sai. Và một cái điều sai nữa anh chị em phải lưu ý, đó là chúng ta đang nói đỉnh là đỉnh ngắn hạn hay là đỉnh dài hạn. Đỉnh ngắn hạn ở đây có thể là trong vòng 1 tuần hoặc 3 tuần thị trường đi lên và cần có một nhịp điều chỉnh ngắn thì chúng ta gọi là ngắn hạn. Hay là đỉnh dài hạn, ví dụ như là đỉnh dài hạn thị trường chúng ta đi lên suốt năm 2020-2021 đến tận tháng 4 của năm 2022 và nó kéo dài sự điều chỉnh đấy trong suốt đâu đó khoảng tầm hơn nửa năm, thì đấy là cái đỉnh của cái năm 2022, đấy người ta gọi là đỉnh dài hạn. Còn trong quá trình đi lên luôn luôn có những cái điều chỉnh, và điều chỉnh ấy thậm chí có thể lên 50 điểm, 60 điểm, cổ phiếu giảm 15-20%, nhưng sau đó cổ phiếu vẫn tiếp tục đi lên, thì đỉnh đấy người ta chỉ gọi là đỉnh ngắn hạn thôi. Vậy thì đỉnh ngắn hạn và đỉnh dài hạn sẽ giúp chúng ta quyết định rằng cái vị thế nào ngắn hạn thì chúng ta phải chốt khi đỉnh ngắn hạn, còn vị thế nào dài hạn thì chúng ta phải chấp nhận đi qua những cái điều chỉnh dài hạn. Ngắn hạn thì chúng ta mới có những cái lợi nhuận lên đến 50-80-100%, thì chắc chắn chúng ta phải trải qua những đỉnh ngắn hạn thì mới có những cái kết quả dài hạn. Đấy là các lý thuyết mà rất nhiều anh chị em có những hiểu sai lầm. Đặc biệt đấy, câu hỏi rằng là vùng đỉnh ấy, là rất nhiều người lười rằng hay hỏi broker cho em một cái giá trị nào đó, đấy là cái vùng đỉnh hay chưa, thì đấy là một cái sai lầm rất là cơ bản của những người mà ít chịu tìm hiểu hoặc là ít lười suy nghĩ. Đấy, thì rất cảm ơn anh chị, thì hy vọng anh chị những cái đừng để quên những lượt like cũng như follow kênh YouTube để có thể theo dõi những cái video sớm hơn và chính xác hơn về những kiến thức này nhé. Thứ hai là các yếu tố để xác định vùng đỉnh, thì cái này rất là quan trọng. Thứ nhất là giá và khối lượng. Thì giá và khối lượng, hay còn gọi là một số phương pháp phân tích kỹ thuật ấy, người ta gọi là pricing, thì ở giai đoạn này thì mọi việc có vẻ như tốt và việc trao tay tạo ra khối lượng giao dịch rất lớn, nhưng giá lại không thể tăng hơn nữa, hay còn gọi là khi mà giá tăng, khối lượng tăng nhưng giá không tăng đi ngang, thì rủi ro xảy ra vùng đỉnh là rất cao. Thứ hai đó là các chúng ta có thể nhìn đấy, ở trong ví dụ ở đây là biểu đồ VN Index, chúng ta có những phiên giao dịch khối lượng rất là lớn như ở đây này,
khu vực này luôn luôn khối lượng rất là lớn. Đấy. Thì chúng ta có thể cả một khu vực rất là dài, kéo dài một vài tháng nhưng khối lượng giao dịch rất lớn nhưng giá không tăng lên và kết quả là thị trường bắt đầu đau. Đấy, thì chúng ta thế, hoặc là chúng ta nhìn lại cái vị trí ngắn hơn. Ví dụ như là ở khu vực này. Đây, những cái đây đấy cái đỉnh này, cái đỉnh này thì mình gọi là đỉnh dài hạn đây, và đỉnh dài hạn này kéo dài suốt một quá trình tăng từ đầu năm 2020 và chúng ta có một cái đỉnh quá trình kéo dài tăng như này và chỉ có một giai đoạn kéo dài 1 đến 2 tháng vùng đỉnh, khối lượng rất lớn và giá không tăng lên. Thì đây là đỉnh dài hạn. Thì zoom lại chúng ta có những cái đỉnh gọi là đỉnh ngắn hạn. Đỉnh ngắn hạn như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy đây, sau một quá trình đi lên khối lượng rất lớn và không tăng được nữa thì bắt đầu có những điều chỉnh. Nhưng sau khi điều chỉnh thị trường vẫn tiếp tục đi lên thì cái đỉnh này gọi là đỉnh ngắn hạn. Đấy, đỉnh ngắn hạn. Thậm chí còn những đỉnh ngắn hạn hơn nữa, đây là đỉnh ngắn hạn của một chu kỳ kéo dài nửa năm. Thì sau khi điều chỉnh để gọi là nửa năm, từ tháng 1 đến tháng 7 thì đỉnh này gọi là đỉnh cũng có thể gọi là trung hạn được. Nhưng sẽ có những đỉnh gọi là đỉnh ngắn hạn, ví dụ trong quá trình này kéo tăng một phiên à một tháng và ở đây có những cây nến đi ngang và khối lượng tăng mà không giá không tăng nữa và xảy ra sự điều chỉnh thì đây chính là đỉnh ngắn hạn chu kỳ của một tháng. Thì đấy chúng ta có thể phân biệt, thứ nhất là về giá tăng và khối lượng không tăng thì đó là vùng đỉnh ngắn hạn. Chúng ta tiếp theo đó là các mẫu hình hai đỉnh, ba đỉnh hoặc vai đầu vai. Thì ở đây đây là một file trong cái file đào tạo kỹ thuật của mình, của khóa học kỹ thuật. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là các cái mẫu hình, ví dụ vai đầu vai ngược, vai đầu vai gồm cái vai trái, vai phải và cắt xuống thì đây chính là một trong những mẫu hình hoặc là mẫu hình hai đỉnh, đó là đỉnh trước và đỉnh sau thấp hơn. Đấy, thì đây là những cái dấu hiệu về mẫu hình mà có thể tạo hai đỉnh. Đấy, hai đỉnh, ba đỉnh hoặc vai đầu vai. Thứ ba, cái yếu tố thứ ba mà có thể xảy ra xác định vùng đỉnh đó là các cụm nến đảo chiều. Thì không có cách nào, đó là chúng ta phải học thuộc lòng. Đấy, nến và các mô hình nến đảo chiều, đây là file đào tạo kỹ thuật của khóa đào tạo của mình. Thì đây, ở đây các mẫu hình nến, mẫu hình nến đảo chiều, thứ nhất mẫu hình nến như thế này, gọi mô hình đảo chiều. Thì ở đây vùng đỉnh nó sẽ như này. Còn đây là mô hình nến đảo chiều của vùng đáy nhé. Đây vùng đỉnh chúng ta sẽ ở mẫu hình này. Hoặc đây là vùng đỉnh này, khi có hai cái mẫu nến đường dây đảo chiều song song. Đấy, đây là vùng đỉnh, còn đây là vùng đáy. Thì chúng ta đang nói về vùng đỉnh, chúng ta nhìn đến hình này thôi. Và đây, vùng đỉnh, đấy, các mẫu hình nến đảo chiều vùng đỉnh. Đấy, thì đấy là các cái mẫu hình nến đảo chiều sẽ có rủi ro, đúng không? Ngoài ra thì vùng đỉnh chúng ta có thể xác định qua các yếu tố, ví dụ chỉ báo phân kỳ MACD hoặc RSI. Thì chỉ báo phân kỳ nó như thế nào? Thì ở đây, chúng ta cũng đây là file đào tạo của em. Thì ở đây sẽ có những vùng nến đảo chiều hoặc là phân kỳ RSI. Đây, thì chúng ta có thể nhìn vào đây có những cái dấu hiệu phân kỳ. Ví dụ ở đây là đây, chúng ta có thể thấy rằng đỉnh này cao hơn đỉnh này, đúng không? Chúng ta kẻ một cái đường, nhưng đỉnh này thì thấp hơn đỉnh này, đúng không? Chúng ta có một cái đường ngược lại, đây là dấu hiệu phân kỳ đỉnh. Và sau khi có phân kỳ đỉnh thì rõ ràng là thị trường đã có một pha điều chỉnh rất là lớn. Đấy, thì đây là một dấu hiệu phân kỳ của RSI hay MACD thì cũng có, đây gọi là phân kỳ MACD. Thì đây chính là một trong những dấu hiệu có thể xảy ra vùng đỉnh. Vậy chúng ta có thể lượt qua một lượt tất cả mọi trường hợp đều có những cái dấu hiệu phân kỳ vùng đỉnh thì bắt đầu là sẽ có rủi ro. Vậy thì gần đây chúng ta đang có một đỉnh rồi, chưa có đỉnh thứ hai nhưng đang có dấu hiệu nhất định về việc phân kỳ đỉnh thì khả năng điều chỉnh nó sẽ xảy ra gần đâu đó, gần đây rồi. Đấy là thứ tiếp theo. Ngoài ra thì chúng ta có thể xác định các yếu tố đó là sử dụng dài hơn, đó là thị trường ở vùng nền thứ mấy. Ví dụ chúng ta có thể thấy rằng là thị trường thường có 3 nền, nền thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Thì khi thị trường hoặc cổ phiếu đang ở nền thứ ba là rủi ro điều chỉnh lớn rất là cao. Hoặc chúng ta có thể sử dụng kiến thức về sóng Elliott. Sóng Elliott là một trường phái đánh, nghĩa là sóng đẩy kéo dài 1, 2, 3, 4, 5. Thì sóng Elliott là sử dụng để cho đánh một trường phái rất là dài. Thì đấy là những cái yếu tố để xác định có thể đây là vùng đỉnh. Tất nhiên nhắc lại một điều rằng là tất cả yếu tố này thì cho dù chúng ta dự đoán có thể lên đến điều đúng 70 thậm chí 80% thì không có cái gì gọi là 100% cả. Cho nên ông nào nói xác định được đúng vùng đỉnh 100% là ông ấy nói dối. Chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn 100% khi đã đi qua đỉnh rồi. Đấy.
Vậy thì chúng ta sẽ hành động như thế nào khi xác định có thể đây là vùng đỉnh? Thì đầu tiên, việc đầu tiên của chúng ta khi xác định vùng đỉnh đó là phải quản trị thật tốt danh mục. Ví dụ trong quá trình uptrend, chúng ta có thể mua các danh mục dài hơn, ví dụ lên đến 7, 8, 10 cổ phiếu. Bởi vì có thể những cổ phiếu chúng ta mua, nhưng sau đó trong một cùng một dòng đấy có những cổ phiếu nó chưa chạy, thì chúng ta dùng thêm một cái tiền chúng ta giải ngân để một cổ phiếu nữa cùng dòng. Ví dụ dòng chứng khoán chúng ta đã từng mua SSI rồi chẳng hạn, sau đó chúng ta thấy SHF nó chưa chạy, chúng ta lại bỏ tiền vào mua SHF, thì đương nhiên cái lợi nhuận sau đó của cái phần tiền đấy là nó sẽ nhiều hơn bởi vì SHF chạy sau. Thì chúng ta trong quá trình uptrend chúng ta có thể mua trong cùng một nhóm ngành, mua 2 thậm chí 3 cổ phiếu, mà trong danh mục chúng ta có đến 4-5 nhóm ngành. Vậy nở rộng danh mục chúng ta có thể 7-8 thậm chí 9 cổ phiếu khác nhau. Nhưng khi đã xác định vùng đỉnh rồi, có nghĩa ở gần vùng đỉnh, thì chúng ta phải quản trị cái danh mục này để tối giản lại. Ví dụ lúc đấy phải co ngắn lại cái danh mục, ví dụ có SI hoặc SF, bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một trong hai, giữ lại một trong hai con, thì chúng ta bán con kia đi để làm sao cái danh mục chúng ta co gọn lại. Thì tốt nhất khi ở vùng đỉnh, danh mục chỉ lên từ 3 cho đến 5 danh mục thôi. Đấy, nghĩa là những con nào trong cùng một dòng chúng ta phải bán clear đi, để lại một mã trong của một dòng thôi. Đấy, thế là thứ nhất. Thứ hai là đặc biệt cơ cấu các vị thế ngắn hạn. Vị thế ngắn hạn là gì? Là những vị thế chúng ta xác định chỉ đánh trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần hoặc 3 tuần với kỳ vọng lợi nhuận từ 7 cho đến 15 hoặc 20% thôi. Thì chúng ta phải đặc biệt để ý những vị thế chỉ có 5 đến 15% lợi nhuận này, và chúng ta nên clear. Thậm chí khi chúng ta bán đi rồi, những danh mục này có thể tiếp tục tăng nhưng không tiếc. Bởi vì nếu mà chúng ta dự đoán sai, thị trường tiếp tục tăng thì chúng ta mất lượng lãi của các vị thế ngắn hạn này, và chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm các vị trí để chúng ta vào lại các vị thế ngắn hạn nếu cảm thấy rằng thị trường tiếp tục đi lên. Đấy. Còn nếu chúng ta dự đoán đúng thì đương nhiên chúng ta đã chốt lời được vị thế ngắn hạn, và khi thị trường nó giảm thì các vị thế đương nhiên tài khoản chúng ta vẫn bị giảm. Bởi vì sao? Chúng ta mới clear được các vị thế ngắn hạn hoặc là chốt lời một phần các vị thế chung và dài hạn. Nhưng sẽ vẫn còn một lượng cổ phiếu rất là lớn, có thể là đấm 50-60% của chúng ta vẫn chưa chốt, và đó là các vị thế chung và dài hạn. Thì đương nhiên khi thị trường điều chỉnh, tài khoản của chúng ta vẫn giảm, nhưng giảm ít hơn so với dự kiến rất nhiều. Đấy là cái việc cơ cấu các vị thế ngắn hạn. Còn vị thế chung và dài hạn thì chúng ta sẽ xét trên cái phương diện dài hơi hơn. Thứ ba đó là phải đặc biệt kiểm soát tỷ trọng margin đối với ai đánh tiền margin. Bởi vì margin là con dao hai lưỡi. Khi mà thị trường tăng, chúng ta nở sức mua ra, chúng ta cứ tiếp tục mua đến kịch lên. Vậy thì đến khi thị trường điều chỉnh thì nó vả cho ở cái mức độ cao nhất của margin, và tài khoản chúng ta sẽ giảm rất là kinh khủng và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Và những người nào mà tâm lý yếu ấy, tốt nhất là chưa nên sử dụng margin, hoặc là sử dụng ở mức khi mà tỷ trọng tiền đổ vào tài sản ấy, nó ít, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái cảm giác đấy. Chứ nếu chúng ta đánh tỷ trọng lên đến 500 triệu 1 tỷ, mà ví dụ chúng ta 1 tỷ margin 2 tỷ, thị trường chỉ điều chỉnh chúng ta cổ phiếu giảm khoảng 5%, 5% của 2 tỷ là đâu đó khoảng tầm 100 triệu. Mà cái tiền gốc chúng ta 100 triệu thôi, nghĩa là trong một ngày thay đổi 100 triệu, rất là kinh khủng. Đấy. Thì chúng ta phải kiểm soát đặc biệt cái tỷ trọng margin này đối với những người chơi margin khi ở vùng đỉnh. Thậm chí nói vui thôi, có thể trả hết margin, sau đó thị trường tăng, chúng ta mất lượng lãi của cái phần bán đi đấy cũng không sao cả. 10 lần chúng ta có thể đúng 7 lần, nhưng mà thoát được 3 lần vẫn ok. Đấy. Thứ ba cuối cùng đó là cái kỹ năng chốt từng phần hoặc toàn bộ, thì đương nhiên là tùy thuộc vào chiến lược. Có những người chuyên đánh T cộng với tỷ trọng tài sản thấp thì họ có thể chốt toàn bộ và đứng ngoài, sau đó thấy thị trường ổn định họ lại vào lại. Còn chúng ta có thể chia tài khoản ra tầm 2-3 phần, có những phần cho dài hạn và trung hạn thì chúng ta chưa cần thiết phải chốt ở vùng đỉnh, mà chúng ta phải đợi. Đợi làm sao? Đợi khi thị trường hoặc cổ phiếu xác nhận những cái gì đã gãy chen hoặc là gãy cái mô hình vai đầu vai rõ ràng rồi, cái điểm lách lại thì chúng ta mới chốt. Đấy. Còn đương nhiên vị thế ngắn hạn, nhớ nhé, vị thế ngắn hạn khác dài hạn, chúng ta phải chốt ưu tiên hơn. Vậy thì cách dự đoán sau, cái quan trọng rằng là nếu mà đã xác định xong vùng đỉnh, nghĩa là chúng ta nghĩ rằng sắp có điều chỉnh, thì chúng ta phải sử dụng kiến thức Fibonacci để đoán cái vị trí rằng thị trường sẽ điều chỉnh về đâu. Chúng ta chỉ có thể lấy ví dụ thôi. Ví dụ ở đây là cổ phiếu đà thị trường VN Index. Ví dụ mình dự đoán thị trường vùng đỉnh ở đâu đó quanh đây, thì chúng ta sử dụng kỹ năng Fibonacci ở đây này. Ấn vào đây này, chữ có Fibonacci thoái lui này. Thì chúng ta có thể kẻ từ đáy lên đến vùng đỉnh. Đấy, và kéo một cái lên. Và đây
là các cái mốc mà có thể thị trường hoặc cổ phiếu sẽ điều chỉnh về. Thì cái mốc phổ biến nhất đó là 0,382 là mốc rất phổ biến. Còn mốc phổ biến thứ nhì đó là khớp 0,5 và khớp 0,236. Vậy thì thị trường có thể điều chỉnh ở đâu? Ví dụ, đây là ví dụ mình, nếu mà thị trường xuất hiện những mô hình vai đầu vai như này, vai đầu vai ngược này, hai đỉnh hoặc là phân kỳ, cũng như mình nói phân kỳ, khi có đủ các yếu tố đấy mà mình dự đoán rằng thị trường điều chỉnh, thì mình sẽ đoán thị trường thứ nhất điều chỉnh về đâu? Một là điểm 119x, đấy là vị trí đầu tiên. Thứ hai, nếu yếu hơn thì thị trường có thể điều chỉnh về 116x đến 1170. Đây cũng là đáy cạnh dưới của Bollinger Band. Thì đấy khả năng sẽ là một trong hai khu vực mà thị trường điều chỉnh về. Thì chúng ta áp dụng kiến thức về Fibonacci, thoái lui, đúng không? Thứ hai là kết hợp sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự cứng. Thì chúng ta xác định vùng hỗ trợ kháng cự bằng cách nào? Thì cũng tương tự ở đây thôi, mình tắt tạm cái Fibo đi. Thì ở đây chúng ta có các cái hỗ trợ gì? Ở đây chúng ta có thể dùng cái biểu tượng hình chữ nhật này để vẽ ra dễ. Thứ nhất, ở đây chúng ta có một cái khu vực này. Đây chính là một khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thứ hai, chúng ta có một cái kháng cự nữa. Đó là chúng ta ở cái vùng này, vừa vượt qua 1178, 1180 này. Chính là một vùng hỗ trợ và kháng cự. Thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa Fibonacci và hỗ trợ kháng cự để kẻ về dự đoán thị trường có thể về đến đâu. Đấy, hoặc là cổ phiếu cũng sẽ tương tự. Thứ ba là chiến lược giải ngân từng phần. Thì chúng ta phải đi dò đường. Bởi vì sao? Chúng ta ví dụ đến đây chúng ta phải giải ngân trước 1/3 hoặc 1/4 và chúng ta theo dõi phản ứng thị trường nó đã tạo đáy, tạo các phân kỳ dương hay chưa. Đấy, thì đấy là các cái kỹ năng mà chúng ta có thể và sử dụng kỹ thuật phân kỳ dương tại đáy, tại đa khung thời gian. Đa khung thời gian là như nào? Chúng ta có thể kết hợp sử dụng chart ngày, sau đó chúng ta zoom nhỏ lại sử dụng chart giờ xem nó đã phân kỳ dương MACD hay chưa. Sau đó chúng ta có thể sử dụng chart 30 phút. Đấy, ví dụ đấy, đây mới có một đáy. Ví dụ như thế này này là tạo phân kỳ dương rồi này. Đấy, hai đáy. Đấy, hai đáy vát lên là phân kỳ dương. Như thế này có thể rủi ro là phân kỳ âm rồi này. Chúng ta có thể thấy chart 30 phút đang có những dấu hiệu nhất định về phân kỳ âm. Đấy, thì đây là vùng đỉnh, đúng không? Hiện giờ đang là có rủi ro vùng đỉnh. Đấy. Đấy, chúng ta phân kỳ đã có những cái phân kỳ kể từ ngày 31 tháng 8 nghĩa 10 ngày nay chúng ta đang có những dấu hiệu phân kỳ. Thì chúng ta xác định rằng khu vực này hồi lên đôi khi chỉ là sớm muộn nó sẽ có tiếp một phân kỳ nữa là phân kỳ ba đoạn. Thế thì quay trở lại vấn đề rằng là phân kỳ thì nó có đúng hay không? Thì tất cả về kiến thức về phân kỳ Fibonacci hay gì đó thì đều có điểm chính xác có thể lên đến 78%, nhưng không phải là toàn bộ. Và ví dụ chúng ta xác định là xu thế của thị trường cả một năm nay là xu thế uptrend, thì cái phân kỳ này có thể nó xảy ra điều chỉnh nhưng sau đó nó lại lên. Thì chúng ta lưu ý những cái kiến thức đó. Thì hy vọng rằng là anh chị nếu mà thấy đúng hoặc hay thì có thể để lại lượt like hoặc subscribe kênh YouTube này để cho cái video hoặc cả cái kênh YouTube này của em có thể nó phát triển tốt hơn. Và khi mỗi khi em có video thì nó cũng sẽ thông báo anh chị để có thể follow, chúng ta đồng hành cùng nhau hơn. Còn đây là cái QR code của mã cộng đồng của em. Thì anh chị nào muốn tham gia Zoom cộng đồng có thể quét QR này và nhắn tin cho em để em có thể duyệt nhé. Thì hy vọng rằng là sẽ có nhiều thời gian làm việc cùng anh chị em hơn trên kênh Đầu Tư Chứng Khoán. Chúc anh chị em buổi tối cuối tuần vui vẻ và có sức gồng lãi để tuần sau chúng ta cùng tiếp tục chiến đấu nhé. Hy vọng và chào anh chị em.